Xóm Sampa, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu hiện có trên 420 ha rừng tự nhiên, trong đó rừng phòng hộ khoanh nuôi bảo vệ 223 ha, rừng trồng 6,6 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 70%. Riêng khu rừng trò chỉ 20,9 ha được khoanh nuôi bảo vệ là hệ sinh thái rừng phong phú đa dạng, nên ngoài việc phòng hộ tạo nguồn sinh thủy còn có những loại cây thuốc quý hiếm. Do vậy, từ năm 1992 đến nay, thực hiện việc giao đất giao rừng đến hộ gia đình và chính sách hỗ trợ kinh phí cho khoanh nuôi bảo vệ ở Sampa được mỗi người dân trong xóm đặc biệt coi trọng. Cũng là một người dân ở trong xóm này thì cũng được sự quan tâm của đảng cấp trên thì phổ biến tuyên truyền cho người dân chúng tôi về việc bảo vệ rừng, về quản lý thì nhân dân chúng tôi cũng đồng tình mà hưởng ứng và được bảo vệ. Rừng là một nguồn sự sống của mọi người, nó lại mang những nhiều cái lợi ích cho con người về sau này. Xóm với hạt kiểm lâm huyện Mai Châu cũng thường xuyên đi tuần tra canh gác và phối hợp với cả các tổ bảo vệ rừng trong xóm thường xuyên đi kiểm canh gác và bảo vệ cái rừng, là tuyên truyền với người dân trong các hội nghị của thôn của xóm. Hiện tại bây giờ trong xóm thì cũng công tác đảm bảo bảo vệ rừng thì cũng ổn định, thì tình trạng chặt phá rừng thì cũng được hạn chế rất là nhiều so với những năm trước đây. Huyện Mai Châu hiện có gần 57.000 ha rừng tự nhiên, trong đó đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 43.000 ha, chiếm gần 77%. Diện tích rừng tự nhiên lớn, phân bố tại các xã, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng, cháy rừng là rất lớn. Vì vậy, đội ngũ kiểm lâm viên địa bàn đã tham mưu cho chính quyền cơ sở thường xuyên tuần tra kiểm tra rừng, đặc biệt là các khu rừng có nguy cơ xâm hại cao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác rừng trái phép. Đồng thời, huyện Mai Châu đang duy trì, củng cố 105 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với 856 người tham gia. Nhờ vậy, nhiều năm nay trên địa bàn huyện, rừng được quản lý, bảo vệ, không xảy ra cháy rừng hay khai thác rừng trái phép. Hạt kiểm lâm cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ tốt cái diện tích rừng hiện có. Thì cũng trong những năm gần đây thì hạt kiểm lâm cũng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân để nâng cao cái nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đó có cái ý thức người dân trong công tác bảo vệ rừng được nâng lên. Và hạt kiểm lâm đã chỉ đạo chính quyền địa bàn phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tổ bảo vệ rừng các xóm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Cùng với công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, huyện Mai Châu triển khai công tác phát triển rừng, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trồng rừng gỗ lớn, kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn nhằm cải thiện thu nhập cho các chủ rừng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.